Xin kính chào quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ tư ngày 15 tháng 2 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến giá thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Khu vực miền Tây thì giá thanh long ruột đỏ loại 1 đang có giá động từ 32.000 đồng ký, loại 2 thì đang động giá động từ 26.000, loại 3 thì đang có giá động từ 20.000, còn loại 4 thì đang động giá động từ 15.000. Cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000 đồng ký, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực khác nhau. Đây là giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây, giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nghe quý bà con, tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi mà giá chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2.000. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng, giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp đang có giá đồng từ 18 đến 20, còn hàng sàn thì đang nằm giá đồng từ 15.000 đến 17.000 đồng ký, cũng tùy theo từng khu vực. Tiếp theo là thành giá thanh long ở khu vực trắng ở khu vực Bình Thuận. Ở khu vực Bình Thuận thì giá thanh long ruột trắng hôm nay cũng không có biến động gì nhiều. Bò đẹp đang có giá đồng từ 19.000, 20.000, 21.000, còn hàng sàn thì đang nằm mức giá đồng từ 17, 18, 19, cũng tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá trên lệch lên xuống từ 1 đến 2.000. Còn 1-2 ngày trở lại đây thì tình hình giá thanh long đang có chiều hướng đang đi ngang. Còn tình hình giá thanh long ruột đỏ, giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì cũng không có chênh lệch gì nhiều so với khu vực miền Tây. Thì có thể là loại 1 thì đang có giá đồng từ 30.000, loại 2 là 25, còn loại 3 thì đang đồng giá đồng từ 20.000, còn hàng giạc thì đang đồng giá đồng từ 7.000 đến 8.000. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vựa. Ở đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc các toàn thể nông dân, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn.